dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch Covid-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với hai môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có hai tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thái nguyên tv vn trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV trên hai kênh YouTube dạy và học Thái Nguyên và truyền hình Thái Nguyên TNTV giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực hiệu quả góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Chào mừng các em đã đến với chương trình ôn tập môn toán lớp 5 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện. Cô xin giới thiệu tên cô là Nguyễn Thị Thanh Lan, là giáo viên trường Tiểu học Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em kiểm tra lại kết quả của bài tập vận dụng. Các em cùng quan sát nhé. Bài tập số 3, viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Kết quả như sau: 8,329, 8,392, 8,932, 9,02, 9,10. Bài tập số 4, viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Kết quả như sau: 42,538, 42,358, 41,835, 41,538. Qua phần kiểm tra bài tập về nhà, cô tin chắc chắn rằng có rất nhiều bạn đã làm tốt và cô hy vọng rằng các em tiếp tục phát huy trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết học ôn ngày hôm nay. Trong tiết học ôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập về phép cộng, phép trừ số thập phân. Chúng ta sẽ bước vào nội dung ôn tập. Gồm có 3 nội dung chính. 1. Ôn tập về phép cộng số thập phân. 2. Ôn tập về phép trừ số thập phân. 3. Vận dụng kiến thức để giải các bài tập về phép cộng phép trừ số thập phân. Các em đã nắm rõ nội dung ôn tập chưa? Bây giờ chúng ta hãy bước vào nội dung thứ nhất. Một, ôn tập về phép cộng hai số thập phân. Cô có ví dụ sau. Ví dụ một, 1, 1,75m cộng 2,38m. Để thực hiện được phép tính này, ta làm như sau. Ta có 1,75m bằng 175 cm. Tiếp tục 2,38 m ta cũng đổi bằng 238 cm. Bây giờ ta sẽ đặt tính cộng. 175 cộng 238 và các em có thể dễ dàng tìm được kết quả là 413 cm. Từ 413 cm các em đổi ra đơn vị là mét kết quả là 4,13m vậy 1,75m cộng 2,38m bằng 4,13m để thực hiện được phép tính này nhanh hơn cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách đặt tính ta viết 1,75 sau đó viết 2,38 dưới số hạng 1,75 so cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau Lúc này ta bắt đầu thực hiện cộng như cộng số tự nhiên, cộng từ phải sang trái. Các em sẽ cùng cô giáo thực hiện phép cộng này nhé. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 7 cộng 3 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Sau khi cộng xong, các em chú ý, ta viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. Kết quả tìm được là 4,13 mét. Vừa rồi, cô đã giúp các em ôn lại cách cộng hai số thập phân và để củng cố thêm kỹ năng về cộng hai số thập phân, chúng ta chuyển sang ví dụ thứ hai. Ví dụ 2, 16,9 cộng 7,45. Để thực hiện được phép cộng này, chúng ta thực hiện theo các bước sau. Bước 1 là đặt tính. Viết 16,9. Sau đó, viết 7,45 dưới số hạng 16,9. Sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Ta thực hiện phép tính cộng. Các em sẽ cùng cô giáo thực hiện phép cộng này nhé. 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 6 cộng 7 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Sau đó ta viết dấu phẩy thẳng cột dấu phẩy của các số hạng. Ta được kết quả của phép tính là 24,35. Vậy 16,9 cộng với 7,45 bằng 24,35. Qua hai ví dụ trên, cô đã giúp chúng ta củng cố lại cách thực hiện phép cộng hai số thập phân. Vậy theo các em, muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào? Cô tin chắc rằng đã rất nhiều bạn nắm được cách cộng hai số thập phân rồi. Các em ạ, à, muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau. Viết số hạng này dưới số hạng kia Sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng như cộng các số tự nhiên, viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. Vậy là các em đã nắm chắc cách cộng hai số thập phân rồi phải không? Bây giờ các em hãy vận dụng cách cộng hai số thập phân vào để thực hiện các phép tính sau nhé. A. 75,8 cộng 249,19. Cô tin chắc rằng đã rất nhiều bạn tìm ra kết quả của phép tính này rồi đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát lên màn hình để kiểm tra kết quả nhé. Trước tiên chúng mình cũng đặt tính. Sau đó thực hiện cộng và kết quả cuối cùng là 324,99. Vậy 75,8 cộng 249,19 bằng 324,99. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang phép cộng tiếp theo. B. 57,648 cộng 35,37. Các em hãy tính nhanh kết quả của phép tính này nào. À, cô thấy rằng chắc chắn đã có những bạn làm xong rồi. Bây giờ chúng mình cùng quan sát để kiểm tra lại kết quả nhé. Sau khi đặt tính xong thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Và kết quả cuối cùng tìm được là 93,018. Vậy 57,648 cộng 35,37 bằng 93,018. Vừa rồi ở phần cộng cô thấy chúng mình cộng rất nhanh và đã có kết quả chính xác rồi đấy. Bây giờ chúng mình tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo đó là thực hiện tính. Cô có phép tính như sau. 5,57 cộng 0,45. Phép tính thứ hai 0,45 cộng 5,57. Vậy các em hãy suy nghĩ thực hiện để tìm ra kết quả của hai phép tính này nhé. Cô tin rằng đã có rất nhiều bạn tìm ra kết quả của hai phép tính này rồi đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát để kiểm tra kết quả nhé. 5,57 cộng 0,45 bằng 6,02. 0,45 cộng 5,57 bằng 6,02. Trong khi thực hiện hai phép tính này, cô chắc chắn rằng nhiều bạn không cần thực hiện cũng có thể tìm nhanh kết quả của phép tính thứ hai. Vì các em đã áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng. Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán. Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Vừa rồi cô đã giúp các em củng cố về kỹ năng cộng hai số thập phân. Bây giờ chúng ta hãy dành một chút thời gian để chép lại nội dung vừa ôn tập nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển sang nội dung 2 Đó là tổng của nhiều số thập phân Cô có phép tính sau Các em cùng quan sát 4,27 cộng 15,35 cộng 9,25 Đối với phép tính này Cô nghĩ rằng đã có nhiều bạn tìm ra cách thực hiện. Có những bạn có thể chúng ta sẽ thực hiện phép tính theo hàng ngang cộng từ trái sang phải. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đặt tính trong phép cộng này. Chúng ta lưu ý là khi đặt tính thì chúng ta viết lần lượt các số hạng. Các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau và cộng bình thường như cộng hai số thập phân. Bây giờ chúng ta hãy tự thực hiện phép tính này để tìm ra kết quả Các em đã có kết quả rồi đúng không nào? Chúng ta hãy kiểm tra xem kết quả của mình có giống với kết quả của cô không nhé? Kết quả là 28,87. Cô chắc chắn rằng rất nhiều bạn có kết quả đúng rồi đúng không? Chúng ta chuyển sang ý tiếp theo. B nhỏ. 8,4 cộng 16,36 cộng 52. Tương tự như ở ý A, chúng ta có thể dễ dàng tìm được kết quả của ý B như sau. Chúng ta đặt tính. Sau đó thực hiện cộng như cộng hai số thập phân. Kết quả cuối cùng tìm được là 76,76. ,76. Qua hai phép tính vừa rồi, chúng ta nhận thấy rằng để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. Các em đã rõ chưa? Ngoài tính chất giao hoán của phép cộng hai số thập phân, thì phép cộng các số thập phân còn có tính chất nào? Chúng ta tiếp tục thực hiện các phép tính sau nhé. Tính mở ngoặc 2,5 cộng 6,8 đóng ngoặc cộng 1,2. Phép tính thứ hai, 2,5 cộng mở ngoặc 6,8 cộng 1,2 đóng ngoặc. Bây giờ chúng mình hãy thực hiện để tìm kết quả của hai phép tính này nhé. Chúng ta đã có kết quả rồi đúng không nào? Các em hãy cùng kiểm tra kết quả. Phép tính thứ nhất có kết quả là 10,5. Phép tính thứ hai có kết quả là bao nhiêu? À. Các em đã tìm ra rồi đúng không? Kết quả cũng là 10,5. Ở phép tính thứ hai, cô tin chắc chắn rằng một số bạn không cần thực hiện phép tính, chúng ta cũng có thể tìm ngay ra kết quả là 10,5. Vậy các em đã vận dụng tính chất nào của phép tính cộng? À. Chúng ta đã vận dụng tính chất kết hợp của phép tính cộng đúng không nào? Các em ạ, à, phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp. Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. Bây giờ chúng ta hãy ghi chép lại nội dung cô giáo vừa giúp chúng mình ôn tập nhé. đã xong chưa? À, xong rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục chuyển sang nội dung tiếp theo. 3 là ôn tập về trừ hai số thập phân. Ở phép cộng hai số thập phân chúng mình đã thực hiện rất tốt rồi. Vậy đối với phép trừ hai số thập phân thì chúng mình có nhớ cách thực hiện không? Cô sẽ giúp các em ôn lại kỹ năng thực hiện phép trừ hai số thập phân nhé. Cô có ví dụ sau. Ví dụ một, 4, 1. 4,27 m trừ 1,85 m. Để thực hiện được phép trừ này, chúng ta làm như sau. Ta có 4,27 m bằng 427 cm. 1,85 m bằng 185 cm. Bây giờ ta thực hiện phép tính trừ. Sau khi thực hiện phép tính trừ, ta có kết quả như sau. 242 cm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đổi 242 cm ra mét kết quả bằng 2,42 m. Vậy 4,27 m trừ 1,85 m bằng 2,42 m. Để thực hiện phép tính trừ này nhanh hơn, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách đặt tính như sau. Ta viết 4,27. Tiếp tục viết 1,85 dưới 4,27 sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Sau đó ta thực hiện trừ như trừ số tự nhiên. Chúng ta sẽ cùng cô giáo thực hiện phép trừ này nhé. 7 trừ 5 bằng 2 hai, viết 2. Hai. 12 hai, trừ 8 bằng 4 viết 4. Nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 4 2 bằng 2 viết 2. Sau khi thực hiện phép trừ xong, các em viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số 4,27 và số 1,85. Kết quả tìm được là 2,42 m. Chúng ta đã được quan sát cô giáo củng cố lại kỹ năng về thực hiện phép trừ hai số thập phân. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang ví dụ tiếp theo, ví dụ 2. Các em cùng quan sát lên màn hình nhé. 45,8 trừ 19,26. Để thực hiện phép trừ này, chúng ta cũng thực hiện theo các bước như sau. Bước thứ nhất là đặt tính viết 45,8. Sau đó, viết 19,26 sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Các em quan sát. Ở đây các em để ý và thấy rằng 45,8 chỉ có một chữ số ở phần thập phân. Vậy, chúng ta coi 45,8 là 45,80. Sau đó thực hiện phép trừ như trừ số tự nhiên. Các em hãy thực hiện và cho cô giáo biết xem kết quả bằng bao nhiêu. Cô tin chắc rằng đã có rất nhiều bạn tìm ra kết quả của phép tính này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hãy quan sát lên màn hình để cùng thực hiện lại với cô giáo nhé. 10 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 8 3 bằng 5, viết 5. 15 9 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 4 2 bằng 2, viết 2. Các em chú ý đánh dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Kết quả cuối cùng tìm được của phép tính như sau. 45,8 trừ 19,26 bằng 26,54. Qua hai phép tính trên, cô đã giúp chúng mình củng cố lại kỹ năng về phép trừ hai số thập phân. Vậy, muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân chúng ta làm như thế nào à muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau trừ như trừ các số tự nhiên viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ các em đã nắm chắc cách thực hiện trừ hai số thập phân chưa Bây giờ chúng ta hãy vận dụng vào để thực hiện các phép tính sau nhé. A. 46,8 trừ 7,34. B. 50 trừ 19,25. Các em đã thực hiện rồi và tìm được ra kết quả đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng quan sát lên màn hình để kiểm tra kết quả nhé. Trước tiên ta đặt tính. Sau đó, ta thực hiện trừ như trừ số tự nhiên. Và kết quả cuối cùng tìm được là 39,46. Vậy 46,8 trừ 7,34 bằng 39,46. B Kết quả b bằng bao nhiêu các em? Các em chú ý, trong phép trừ này, số bị trừ là số tự nhiên. Cho nên khi đặt tính, thì các chữ số ở cùng một hàng vẫn phải thẳng cột với nhau. Và kết quả của phép trừ này như sau. 30,75. Vậy, 50 trừ 19,25 bằng 30, 75. Vừa rồi, cô đã giúp chúng mình ôn tập lại kỹ năng trừ hai số thập phân. Bây giờ chúng mình hãy dành thời gian để chép lại nội dung vừa ôn tập nhé. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. 4 bài tập thực hành. Bài tập số 1. Đặt tính rồi tính. A. 65,26 cộng 27,3 B 27,05 cộng 9,38 cộng 11,23 C 80,56 trừ 24,48 D 60 trừ 12,45 Các em hãy chép nội dung bài tập số 1 vào Tiếp tục bài tập số 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất. A. 4, 2, 3, 5, 4, 5, 6, B, 4,2 cộng 3,5 cộng 4,5 cộng 6,8. B. 42,37 trừ 28,73 trừ 1,27. Chúng mình đã chép xong nội dung bài tập số 2 chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài 3. Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 86,7 m. Chiều dài hơn chiều rộng 21,4 m. Tính chu vi của cái sân đó. Các em tiếp tục chép nội dung bài tập số 3. Trong tiết học ngày hôm nay, cô đã giúp các em ôn tập về phép cộng, phép trừ số thập phân. Cô hy vọng rằng các em sẽ làm tốt các bài tập cô giáo đã giao. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Dạy học trên truyền hình giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch Covid-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với hai môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có hai tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thái nguyên tv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực hiệu quả góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi.